Chào các bạn, rất vui hôm nay lại được gặp lại các bạn trong kênh Học Nấu Ăn Làm Là Ngon của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món cháo cá xép rất là ngon mà không tanh nha các bạn. Như các bạn có thể thấy trên bàn của mình đây là những nguyên liệu chính để hoàn thành món ăn này. Nguyên liệu chính của chúng ta sẽ gồm có cá chép. Các bạn nên mua được cá chép sông thì nó sẽ ngon hơn nhá. Và khi mua các bạn nên mua cá chép to thì khi ăn nó sẽ bớt bị tanh. Gạo, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình nâng bát con gạo nếp, nâng bát con gạo tẻ và thêm một ít đậu xanh để nấu cháo chúng ta sẽ ngon hơn và bổ dưỡng hơn nha các bạn. Đậu xanh này các bạn sẽ ngâm khoảng 2 đến 3 tiếng cho nó nở ra, khi chúng ta nấu sẽ nhanh chín hơn nhé. Hành tỏi băm, một vài củ gừng, một vài cái nấm mèo nha các bạn. Cái này chúng ta cho vào nấu cháo sẽ ngọt nước hơn nha các bạn. Các bạn có thể không cho được. Thì là để chúng ta ăn kèm nhé. Gia vị của chúng ta sẽ gồm có tiêu nha các bạn, bột ngọt, hạt nêm, đường, muối, mắm và dầu ăn nha các bạn. Sau đây xin mời các bạn cùng thực hiện với mình để làm món cháo cá chép này nha các bạn. Bước tiếp theo các bạn sẽ bắc lên bếp cho mình một nồi nước như thế này nhé. Sau đó các bạn sẽ bỏ vào đây một vài miếng gừng thái lát như thế này nhé. Chúng ta cho vào đây, chúng ta nấu đến khi sôi lên, chúng ta sẽ thả cá vào luộc. Gừng này nó sẽ khử mùi tanh của cá nha các bạn. Sau khi nồi nước gừng của chúng ta đã sôi, các bạn sẽ cho cá này vào đây, chúng ta luộc cho nó chín và chúng ta sẽ tiến hành gỡ lấy thịt và xương riêng nha các bạn. Có thể cho thêm vào đây vài lá thì là để cho nó hết mùi tanh luôn nha các bạn. Các bạn sẽ đậy vung lại và luộc cho đến khi nào cá của chúng ta nó chín thì thôi nhá. Sau khi cá chép này đã luộc chín như thế này, các bạn sẽ tiến hành vớt ra đĩa. Các bạn sẽ để cho nguội và chúng ta sẽ tiến hành gỡ lấy phần thịt cá và phần xương cá để riêng nhá. Và đây là nồi nước luộc cá, mình vừa luộc cá xong. Bây giờ mình sẽ vớt bỏ hết những cái lát gừng và thì là này đi, chúng ta thả gạo đây, chúng ta ninh để nấu cháo nhé các bạn. Với gạo nếp, gạo tẻ và đỗ này các bạn sẽ vo sạch với nước đi nhá. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào đây chúng ta nấu cháo nhé các bạn. Các bạn sẽ đổ hết vào đây nhá. Gạo tẻ chúng ta đổ luôn vào đây. Và cá đỗ nữa nha các bạn. Các bạn đổ luôn vào đây, chúng ta ninh cho tất cả nguyên liệu của chúng ta nó mềm lên nhé. Các bạn ninh khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là gạo này của chúng ta nó sẽ nhừ nha các bạn. Các bạn sẽ đun trên lửa to cho đến khi nồi cháo của chúng ta sôi lại thì các bạn vặn nhỏ nửa này để chúng ta ninh nha các bạn. Khi cá này của chúng ta đang nguội, các bạn sẽ gắp nó ra đĩa để chúng ta gỡ nhé. Chúng ta sẽ tiến hành gỡ lấy thịt cá và xương cá này riêng ra nha các bạn. Khi gỡ hết một mặt, các bạn sẽ trở lại để gỡ nốt mặt còn lại nhé. Cá này có rất nhiều xương răm, các bạn phải gỡ sạch cho cái xương này đi nhé. Nếu không khi ăn cháo chúng ta sẽ bị hóc nha các bạn. Như vậy đây là một cái đầu cá mình đã gỡ xong phần thịt và phần xương như thế này. Thịt này chúng ta sẽ cho vào chúng ta phi với hành cho nó thơm nha các bạn. Còn đầu cá này chúng ta sẽ tiến hành xay nhỏ hoặc là giã nhỏ để chúng ta chắt lấy nước cốt chúng ta nấu cháo cho ngọt nha các bạn. Đối với đĩa cá của chúng ta đã xé nhỏ ra như thế này, các bạn sẽ tiến hành cho vào đây cho mình một xíu muối nha, một chút thôi nha các bạn. Khoảng nửa thìa cà phê đường. Nửa thìa cà phê bột ngọt. Khoảng nửa thìa cà phê tiêu. Và một nửa thìa cà phê nước mắm nha các bạn.
Sau đó các bạn sẽ trộn đều nó lên và các bạn sẽ ướp trong khoảng 10 phút để cho cá của chúng ta nó ngấm gia vị nhé. Phần đầu cá này các bạn sẽ bỏ vào đây nhé. Chúng ta sẽ tiến hành xay cho nát ra để chúng ta chắc lấy nước cốt ninh cháo cho ngọt nha các bạn. Sau khi xay nhuyễn xương cá như thế này, các bạn sẽ cho ở đây một ít nước để chúng ta chắc lấy nước cốt nhé. Các bạn cho còn một bát con nước nóng nhé. Chúng ta sẽ bỏ cái quay này ra. Các bạn sẽ trộn đều nó lên và chúng ta sẽ tiến hành chắt qua dây nọc để chúng ta lấy nước cốt nha các bạn. Chúng ta sẽ chắt cái nước cốt xương cá này vào đây, chúng ta nọc bỏ xương đi nha các bạn. Các bạn sẽ đè xuống cho nó ra hết nước đi nha. Sau đó các bạn sẽ chắt nước cốt xương cá vào luôn nồi cháo chúng ta đang ninh này nhé. Nó sẽ làm cho nước của chúng ta rất là ngọt và bổ dưỡng hơn nha các bạn. Các bạn tiếp tục ninh cho nồi cháo chúng ta nhừ dưới lửa nhỏ nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ tiến hành nêm nếm vào đây cho mình nửa thìa cà phê muối. Một thìa hạt nêm nha các bạn. Một thìa đường. Một thìa mắm. Và hai thìa dầu ăn nhé. Sau đó các bạn sẽ quay đều lên. Tùy vào lượng cháo các bạn nấu nhiều hay ít mà các bạn sẽ nêm nếm cho phù hợp nhé. Trong quá trình nấu cháo này thỉnh thoảng các bạn phải chở vuông ra và các bạn hua nó lên, nếu không thì cháo của chúng ta nó sẽ bị cháy ở dưới đáy nồi nha các bạn. Khi ăn nó sẽ không còn ngon. Tiếp theo các bạn hãy bắt cho mình lên bếp một cái chảo và chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vào đây nhé. Để chúng ta tiến hành phi hành và cá nó thơm nha các bạn. Sau khi chảo dầu đã nóng, các bạn sẽ cho một ít hành tỏi vào đây nhé. Các bạn sẽ đảo vàng lên. Sau khi hành tỏi của chúng ta đã vàng và dậy mùi thơm, các bạn sẽ tiến hành cho cá chép chúng ta đã ướp được 10 phút vào đây nhé. Các bạn sẽ đảo đều dưới lửa nhỏ nhé các bạn. Các bạn cứ đảo qua đảo lại khoảng 2 phút là được nhé. Để cho cá của chúng ta và tỏi sẽ hòa quyện với nhau sẽ tạo được mùi thơm nha các bạn. Sau khi đảo cá xong, các bạn sẽ tiến hành cho vào nồi cháo của chúng ta nhé. Các bạn sẽ quậy đều nó lên. Nấm hương này các bạn sẽ tiến hành thái đôi ra để chúng ta cho luôn vào nồi cháo cho ngọt nước nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ cho nấm vào nồi cháo này và chúng ta sẽ nấu trong vòng khoảng 5 phút nữa là chúng ta có thể ăn được rồi nha các bạn. Các bạn nhớ đun cháo dưới lửa nhỏ thôi nhé. Hành lá và thì là này các bạn sẽ thái nhỏ ra để chúng ta ăn kèm với cháo cho thơm nha các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cháo cá chép đầy thơm ngon này rồi nha các bạn. Các bạn có thể nấu hơi sệt sệt như thế này hoặc bạn nào thích ăn nước các bạn có thể nấu loãng thêm một chút nhé. Khi ăn các bạn sẽ cho một ít hành và thì là chúng ta sẽ rải đều nó lên. Và các bạn sẽ bỏ vào đây thêm một chút tiêu này cho nó thơm nha các bạn. Khi ăn các bạn sẽ trộn đều nó lên nhé. Món này đặc biệt tốt cho các bà mẹ đang có thai
hoặc là cho những người vừa ốm dậy, hoặc là cho các bé, đều rất là dinh dưỡng và ngon nha các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công với món ăn này. Nếu thấy video của mình hay và bổ ích, các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình để đón xem những video mới nhất được cập nhật lên hàng ngày. Và cũng hãy chia sẻ video với mọi người để mọi người có thể học hỏi thêm món cháo cá chép đầy thơm ngon và hấp dẫn này nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.